Hello, xin chào mọi người đến channel của mình ha. Mình là bên công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị khoa học Khang Kiên. Hôm nay xin giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là máy đo độ bóng của hãng Horiba các bạn ha, với một loại model là IG340, thay thế cho model IG320 đã ngưng sản xuất các bạn ha, của hãng Horiba của Nhật Bản, của Japan, được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên các bạn ha. Đây, IG340 để đóng gói như các bạn ha. Thân thiện với người dùng để đo tại hiện trường, dễ đọc các màn hình lớn, có thể sử dụng với trong nhiều lĩnh vực. Với đầu ra dữ liệu dễ dàng kết nối với USB các bạn ha. Và đây là một bao đậy các bạn này. Mình sẽ bóc cho các bạn coi. Nguyên siêu đó các bạn. Được nhập khẩu phân phối trực tiếp bởi Khang Kiên. Đây, một bao đựng máy mang đi hiện trường. Rất là đẹp các bạn ha. Đây là một khăn lau các bạn ha. Ứng dụng để đo bề mặt độ bóng xe, nhập men, kiểm tra ngoại hình độ nội thất, vật liệu xây dựng, đá. Đây các bạn. Đây là máy của chúng ta các bạn ha. Horiba với mã là IG340. Đây các bạn. Và đây là gồm model, số series các bạn ha. Với DC 3V 60mW các bạn ha. Đây các bạn. Germany, Đức và công ty nhà mình được sản xuất tại Nhật Bản các bạn ha. Đó. Rất đẹp, nhỏ gọn các bạn ha. Nhẹ hoạt động nó dễ dàng. Nhỏ 30% so với mẫu IG320 các bạn ha. IG340 là mẫu mới các bạn. Và đây là sát hướng dẫn sử dụng, đi kèm với giấy tờ, một bản tiếng Nhật với một bản tiếng Anh các bạn ha. Đó. Được cung cấp bởi Khang Kiên. Đó. Đây là một cái nắp đậy bảo vệ dưới này các bạn ha. Khi chúng ta không sử dụng, khi chúng ta sử dụng chúng ta gỡ cái này ra. Đó, dễ dàng cầm và thao tác bằng một tay các bạn. Giá trị đội bóng có thể được quản lý rất dễ dàng với thao tác. Các bạn có thể đẩy lại khi không sử dụng các bạn ha. Đó. Nó sẽ bảo vệ cho mình ha. Và cái nút bấm như thế này ha. Tắt nguồn, call data in, hold giữ kết quả, tính trung bình, set, clear. Đó các bạn ha. Nhìn rất là đẹp cho bạn các bạn ha. Màn hình hiển thị lớn bộ nhớ trong các giá trị đo được và giá trị trung bình, có thể tính và lưu giữ giá trị trung bình các bạn ha. Cái IP42 là chống xâm nhập. Mấy chỗ này là để gắn pin các bạn. Các bạn có thể cạy nhện đây, cái này là cái tu vít. Đó. Đây là chỗ gắn pin, gồm hai pin các bạn ha. Có thể được sử dụng để đo độ bóng của ngoài trời như là các công trường xây dựng, các loại pin mặt trời, tàu, xe lửa cũng có thể sử dụng để đo đánh bóng đá hoặc các ứng dụng khác, truyền cho loại PC qua cáp USB các bạn ha. Đây, để có cộng này các bạn ha. Đó. Cộng truyền cáp là USB. Xe, với thang đo là từ 0 đến 100, với thang đo hiển thị là 0 đến 199.9, được hiển thị với giá trị lớn nhất là 100 các bạn ha. Và các thao tác nút bấm ở đây, góc đo là 60 độ, độ lặp lại là 0 trừ 0,6, 0 trừ 0,5%, nguồn sáng là đèn led các bạn ha, với nhiệt độ môi trường là 0 đến 40 độ C, với gồm là pin 2A gồm 2 viên các bạn ha. Độ âm tương đối là 35 đến 85% RH. Đây là sát tiếng Nhật, với trọng lượng là khoảng 320g, với chức năng là tự động tắt sau 10 phút, bộ nhớ 100 điểm đọc và 200 dữ liệu trung bình theo ngày và giờ, dữ liệu đầu ra cho PC qua cáp USB, đầu ra hàng loạt dữ liệu bộ nhớ Windows 10 các bạn ha, và cung cấp full phụ kiện như vậy. Và ai có nhu cầu mua sản phẩm vui lòng liên hệ với website máy đo thí nghiệm.com.vn, hoặc là có thể mọi người có thể quét mã code ở đây các bạn ha, có hotline 0938 222991 hoặc 0936 0757. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại với những video kế tiếp.